Vâng, xin mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với trận đấu giữa các thành viên phía Sangyang Esports cũng như là các thành viên bên phía của Esports Club Brugge. Kết thúc map thi đấu đầu tiên thì tạm thời Sangyang Esports đã được dẫn trước với tỷ số đó là 1-0. Map thi đấu đợt 2 kết thúc với tỷ số 16-12 và map thi đấu tiếp theo sẽ là map thi đấu núc. Nhắc lại một lần nữa, đây là map thi đấu Sangyang thua 0-16 sẽ là bên phía của Club Brugge nha. Ngày hôm nay liệu có thể phục thù đến từ Sangyang hay không đây? Câu chuyện đặt ra đó là Sangyang vừa đem một chiến thắng cho mình ở map thi đấu đợt 2, nhưng mà tôi đánh giá là một chiến thắng cũng khá là chật vật dành cho họ. Họ dẫn trước đối phương với tỷ số là 14, 12, 4. Sau đó họ để đối phương cắm bách liền cho mình đó là 8 round thi đấu, 7 round thi đấu gì đó. Rồi sau đó họ kết thúc match thi đấu này. Vậy thì có khả năng cao chúng ta sẽ có 3 match thi đấu giữa thêm bên phía PC, Wood cùng với đó là Sangyang Esports. Thì mà lúc 2 đang nghiêng về cái bên phía PC. Không phải ngẫu nhiên họ chiến thắng với team như Sangyang thì số năm mười sáu không, một số không tưởng, một số rất lớn nha, một số mắc bình nhưng nhiều hơn. Và lại bây giờ chúng ta cũng sẽ chờ đợi ít phút nữa để chuẩn bị đến match thứ hai lúc chúng tôi giải quân Blast Brazil thì chúng ta thấy cái lượng tiền thưởng chúng ta đó tầm 30.000 đô thì vô địch, không nhầm, 30.000 đô tổng tiền thưởng. Nói thế nào nhỉ? Cũng là trong khuôn khổ hệ thống giải Blast, nhưng mà Blazing tôi thấy nó thiếu nhiều thứ quá, tại vì chúng ta đang quen cát một giải Blast nó có rất nhiều thứ xịn sò rồi. Đúng rồi. Đó là có HOD xịn sò này, có Skybox rồi rất nhiều thứ khác, nhưng mà ở Blazing thì nó đa phần nó chỉ đơn giản là những cái cơ bản thôi. Cơ bản nhất có thể, những cái production cơ bản một thôi. Một thứ đơn giản thôi, chúng ta cũng thấy rằng ở đây ba mic mark thì cũng không có cái gì nhiều. Trận thi đấu chúng ta cũng không có các host hay là không có các caster ở trên màn hình, chúng ta đơn giản là vào luôn trận thi đấu mà thôi. Giải thi đấu gì đặc biệt. Giải thi đấu rõ ràng là một giải thi đấu dành cho những đội ở tier thấp hơn, thì có vẻ như là bên phía Blast họ đã có tinh giản đi những cái production nhất có thể. Đúng rồi. Để có lẽ là vừa cũng đã tháng 5 rồi. Tháng 6 thì sẽ là giải thi đấu Blast Spring Final. Dồn nhân lực cho những cái production xịn sò ở giải thi đấu, có thể nói là tập hợp những cái tên nổi bật hơn chẳng hạn. Hoàn toàn có thể hiểu được với cái sự gọi là tinh giản ở trong giải thi đấu này ở bên phía nhà xuất Blast. Anh em chính chắc là nói nhạc tôi thì có lẽ chúng tôi sẽ tắt clean feed trong vòng ít phút. Tắt rồi, có tắt nhạc rồi. Giải thi đấu này thì bên phía ban tổ chức lại không cho bọn mình cái giờ dự kiến nó chính xác. Nên là cứ bật clean feed này chờ giờ game vào thôi. Anh em có không là gì nhỉ? Có tâm sự gì, hỏi han gì, có những ý định gọi là donate gì đó thì cứ chat trên kênh chat đi để anh em mình có thể gọi là giao lưu với anh em kênh chat một chút. Giải thi đấu này thì có vẻ như là cái sự giao lưu nó không được quá nhiều đến từ các anh em trên kênh chat. Toàn là những đội tuyển mà hầu như là chưa nghe tên bao giờ. Lượng fan gần như không có ở Việt Nam. Cũng kênh chat hơi buồn. Anh em nào vẫn còn đang sống ở trên kênh chat thì hãy có những cái chia sẻ, những cái tâm sự gì với anh em mình nói chuyện một chút để buổi tối chúng ta bớt tẻ nhạt. Hỏi han gì về studio chẳng hạn, về những em gái chuẩn bị cập bến đến 500 brot. À có nhá, có một bạn nữ anh em, tôi bật mí anh em là chuẩn bị bọn tôi phỏng vấn cutter nữ. Cutter nữ. Ôi, mới chia tay người yêu thì nên làm gì bây giờ, anh kiếm người yêu mới không? Hại thế. Thế bây giờ tôi cho bạn hai lựa chọn, khi bạn chia tay người yêu bạn có hai lựa chọn, một là bạn kiếm người yêu mới, hai là bạn buồn. Bạn tôi nhiên tôi buồn rồi. Không, nhưng tôi... bạn kiếm người yêu mới trong lúc buồn. Sao lại kiếm được người yêu mới trong lúc buồn? Bây giờ nhá, em bây giờ em mới chia tay người yêu đúng không? Em đang là học sinh hay là em đã đi làm rồi? Nếu em đi làm rồi thì em đi làm tiếp đi, và thời gian nó sẽ khiến cho em quên đi với cô người yêu cũ ấy thôi, và bỗng dưng đến một ngày đẹp trời đó, em thấy mình muốn yêu, ừ, hoặc là em gặp một người mà em muốn yêu. Đó, không vấn đề gì phải lo cả, hoặc là em đang đi học thì em phải tập trung vào việc học của mình. Kể cả lúc có người yêu thì cũng vẫn phải đi làm mà. Đương nhiên là như vậy, nhưng tạm thời đừng có nên bắt đầu mối quan hệ quá như thế. Thôi, đi học đi. Cái gì đấy? Đi Đà Lạt công tác 2 ngày có người yêu liền. Ui, ai nhở?
đỉnh nhỉ. Ai ai đi Đà Lạt công tác 2 ngày thử. Chắc chắn nó không phải tôi. Ừ. Thế à? Là thế à? Chắc chắn rồi. Bạn đi hẳn 3 ngày đúng không? Bạn đi hẳn 3 ngày mà đi 2 ngày đâu. Tôi đi 3 ngày 2 đêm. Đấy. Là sinh viên anh ạ. Thế thì em học đi, em sẽ gặp một người con gái nào đó yêu em thật lòng nhưng mà sẽ sớm thôi. Tạm thời đừng có bắt đầu nên bắt đầu một quan hệ sớm quá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với map thi đấu thứ hai, map tuyển đúc. Một map thi đấu mà chúng ta biết rồi đấy, Sangan Esports để thua trước đến bên phía team EC với tỷ số rất rất cách biệt, gần như không có bất sự cộng quậy nào đến từ cái map thi đấu trước đó. Đó là 16-0 mà liệu rằng ngày hôm nay có khác hay không đây. Một tiếng tanh đến từ anh chàng Relax này. Đội bên phía Sangan chủ động chọn một cái CT sai nhưng mà ôi Relax bắn rất vào tay. Và đó là một cái mặt dành cho Relax rồi. Và trong đó STO cũng hạ cũng đi với chiếc nghìn. Đội hình bên phía team EC họ đang chuyển sang đó là lên bom xe A từ Heaven. Và trong tiếng này thì Sensei chỉ đổi được có một mà thôi. Khó rồi. Bát và Major sẽ làm gì đây? Đều tướng móc máy tốt đến từ với chiếc Major. Đưa tướng về là 3 vết thai. Nhưng mà góc đứng này sẽ bị khóa lại đến từ anh chàng Marty. Mà gần như tôi đang nghĩ ra không có cơ hội. Nhưng bây giờ vừa ló lên nhìn cái thì đối phương tặng ngay viên Glock vào mặt rồi. Pat bây giờ sẽ làm gì đây? Thôi xong rồi, Pat sẽ nằm. Mạng dành cho với Marty. Major đó là 20 HP không kit. Một quả nết cùng nó ra một trên người đối phương đang đi lùng anh chàng này. Và tôi sợ rằng sẽ có thể lùng được thành công. Tạm thời chúng bây giờ sẽ check góc vào đây rồi. Đổi mạng lại nhanh chóng với từng bắn vào đầu. Một khẩu lục đôi trong tay Richie. Và Richie đang muốn đẩy vào. Và gần như sẽ không có cơ hội dành cho anh chàng Major này. Liệu rằng và có vẻ chạy là dẻo đến từ Major. Sống sót thành công với 22 HP còn lại. Giữ được cho mình một cái giáp 1. Âu thì cũng là thành công dành cho Major trong round đấu vừa rồi. Những round đấu tiếp theo sẽ là round đấu Fog Bay. Chỉ có cho mình được những khẩu lục mà thôi. Sangan họ sẽ gặp khó trong round đấu này. 2-0 cho E-Club Root là điều hoàn toàn có thể. Khi mà trên người họ có đến 3 khẩu AK, một khẩu Galil và một khẩu Mark 10, sự ống là tốt hơn bên phía của Sangan rất nhiều. Làm gì để có thể thắng đao thiếu này đến từ Sangan đây? Gần như là một điều không tưởng. Notice là người đầu tiên nằm xuống nhưng Marty cũng hạ gục đi vị trí Logic Man rồi. Đổi được một mạng, bắt được một súng. Thành công dành cho Logic Man trong đao thiếu vừa rồi. Khi mà trên tay anh ta chỉ là một khẩu Digo mà thôi. Pass đang đẩy. Pass đẩy được outside rồi. Nhưng mà trên đầu pass có người nha. Không check góc kỹ đến từ vị trí của Richie rồi. Và không hề biết là pass đã đẩy ra được đến khu vực outside. Một khẩu AK trên tay của pass rồi. Cơ hội chiến thắng nó vẫn còn cho người bên phía Sangan trong round thi đấu này nha. Họ đang có lợi thế hơn người rồi. Và thậm chí là Marty cùng với Steve OG đều đã yếu máu. Sai B, còn đó là Sensei ở đây. Đó là một khẩu Scout mà thôi. Marty có ma hơn, chứ Sensei đổi đi cho mình cái mạng của Marty rất nhanh. Sensei chạy thôi, Sensei còn 22 máu. Relax đang là người muốn đi xuống Sai B ở đây. Steve OC cũng đã xuống được khu vực cửa đôi rồi. Clear cho mình khu vực ven này. Sai B sẽ được chiếm hoàn toàn, sẽ có thành viên bên phía của Sangan mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng tên về thì Sangan bây giờ back về đến nơi. Cũng lã kịp. Liệu rằng cái tình huống Relax có thể làm hơn hay không? Đây đây rồi, Relax đưa thì không về, đó là 2-2. Nhưng góc đứng của Relax là hơi khó. Steel phải nằm xuống tình huống này và khó dành cho Relax rồi. Đối phương đang khép góc lại và đó thì bắn tốt đến từ Spark. Mặc dù Ninh là người phải ra trước nhưng dẫu sao thì đó cũng là một round thắng dành cho đội hình bên phía team EC. Một round thi đấu phải nói là rất cẩn thận. Mất đến 4 khẩu súng đến từ bên phía team Sangan. Nhưng đây là một round thi đấu phóc bài của họ và họ đã cân bằng tỷ số là 1 đều rồi. Có vẻ như hôm nay bắn núp đã có bài bản đúng hơn rồi. Ngày hôm qua rồi. Một tình huống Logic Man với Pat bắn khá chủ động. Pat có một tình huống bắn Deagle quá tốt. Đính luôn cái viên Deagle đó vào đầu của thanh niên Notice bên phía của E-Club Rouge. Vậy chắc chắn sẽ không có kết quả 16-0 như trận thi đấu trước nữa. Và thậm chí là đôi khi các đội viên bên phía của Sangan lại có thể trả thù được cho cái trận thi đấu thua tủi hổ ngày hôm qua. Thì chính mắt thiếu lúc này mà hờ có mạng Marty rồi pass hạ gục được Notice. Round thi đấu này thì chỉ là round thi đấu bên phía các thành viên của E-Club Roots. Họ có cho mình những khẩu lục mà thôi. Sensei có mạng COC rồi. Nó sẽ là 2-1 cho Sangan thôi. Và thậm chí nó còn là 3-1 khi mà round thi đấu sau các thành viên bên phía của E-Club Roots. Họ phải Eco trắng với những khẩu Glock thôi. Bắn là hơi tốn đạn từ Logic Man. Thậm chí bị bắn yếu nhưng vẫn có mạng Relax được. Nghìn hạ gục đi vị trí Richie.
đó là 2-1 cho bên phía Sangan. Chơi tốt hơn rồi. Liệu hôm qua có phải là một bài lừa đến được Sangan, làm cho E-Club Root tự tin về cái map nút này, và ngày hôm nay thì khi mà lại cả gài đấy, thì cũng gài. Có nghĩa là bên phía team Sangan họ rất tự tin ở trong lượt thi đấu với các thành viên phía team BC Bruce, nhưng mà họ lại nghĩ rằng có khi đối phương giấu bài không? Cái gì đó. Họ lại đối phương thắng rất dễ dàng, sau đó thì họ lần này họ lại quay lại với đối phương trong lần gặp tiếp theo với một lượt thi đấu BO3, và tạm thời họ dẫn trước một map thi đấu với các thành viên phía team BC Bruce. Và ở trong map thi đấu này thì họ dẫn trước một round thi đấu nha, và có thể sẽ là hai round khi đây là những khẩu Glock trên người thành viên phía team BC mà thôi. Đây sẽ là một lượt thi đấu dễ dàng cho thành viên bên phía Sanga. Cái một lượng xuống của họ là vượt trội hơn hoàn toàn. 5 người bên phía của Club Root không hề có bất kỳ một cái giáp nào cả. Sẽ là dễ hiểu khi mà tỷ số được nâng lên thành 3-1 thôi. Thêm một lửa nữa được nhồi ra để khu vực RAM vẫn còn an toàn hơn bên phía Sangan nha. Còn với E-Club Root họ rất khó rồi. Một smoke nữa trả ra vào RAM hộ cái E-Club Root ơi. Phải đổi hướng về rồi. Trong ả đang rất đông, một mạng giờ Pat 2 mạng, 3 mạng, 4 mạng. Và đây là không có A cho Pat. Khi mà nghìn là người kết thúc thì bạn còn notice mà vào trong thứ 3 có thể về phía sàn gàn. Vẻ như hôm nay để cho đối phương chủ động pick nút thì sàn gàn mới đưa ra những cái bài đánh chắc chắn hơn của mình. Đã có những tình huống phải nghiên cứu cái lối đánh của E-Club Root sau cái trận thi đấu thua tủi hổ 16-0 ngày hôm qua đến với bên phía Sangan. Round thi đấu thứ 5. Round thi đấu mua đầy đủ đến các thành viên bên phía của E-Club Root. Xuống bên phía của Sangan vẫn sẽ là khỏe một đôi, nhưng Matty có mà hờ rồi. Trên nắp nhà hát đó là Yu Sensei với một khẩu 1P9 chỉ mới bắt được một đôi. Matt có bắt được Pat, có bạn có notice relax đổi một set xây của bạn relax rồi. Hai vết thai Richie của Steve OC sẽ làm gì đây khi mà Pat đang trốn trong Sosaya. Mạng dành cho vị trí Pat, khi mà đó là một tình huống bắn lỗi từ vị trí Richie. COC có bạn set xây rồi. Một vết một Pat còn cho mình đó là 19 máu rồi. Đây sẽ là một tình huống đấu trí đến từ cả hai player này. Đã có thông tin của cả C4 và biết luôn là vị trí Steve OC đang ở mini. Góc kê đẹp của Pat. Và có lẽ là chiến thắng sẽ thuộc vị trí của anh chàng này thôi. Pass có mà COC rồi, và đó là 4-1 cho đội về phía Sangan. Tiền của E-Club Root là yếu. Họ sẽ hát bài trong round thi đấu này, chắc chắn là như vậy. Tiền này mà mua cố luôn thì tôi sẽ bảo là các thành viên của bên phía E-Club Root bị là tự tin quá. Đúng rồi. Thậm chí là bị điên. E-Club Root bị điên mới mua full ở trong round thi đấu này. Đương nhiên là như vậy, nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất đó là về phía Sangan. Sangan bây giờ gần như bộ mặt mới vậy. Hay là bởi vì tôi cắt giải thi đấu này bắt đầu, thế nên là Sangan họ là bắn đang bay nhỉ? Hay là thế nhỉ? Chúng ta thấy EC Bruce bắn với tỷ số 16-0, còn bây giờ thì Sangan lại đang là team dẫn trước với tỷ số là 5-1 đến nơi rồi này. Một tình huống Marty trước đó có một mạng của Ninh, nhưng mà đây thì bây giờ và Pat mỗi người có mạng rồi. Pat có double kill cho mình và chỉ có duyên cái tên đó là Notic di chuyển xuống bom CB mà thôi. Trong tình huống đặt bom này cũng chỉ có thêm đó là ít bo tiền. Ui và thôi, tình huống này bom không đặt thành công đến từ vị trí anh chàng Noti. 5-1 dành cho đội bên phía team Sangan Esports. Một kết quả chúng ta không quen đâu là. Không quen. Hôm qua thì bắn thế nào cũng thua. Full bài cũng thua. Đúng. Hát bài cũng thua, Eco cũng thua. Chính xác. Bắn cái gì cũng thua, thua 16-0 cơ mà. Nhưng ngày hôm nay thì Sangan đang thể một mặt khác biệt hoàn toàn. E-Club Root họ đang bị Sangan đè bẹp ở trong map thiếu mà chính mình đã pick. Hãy cùng xem nào, Sangan bây giờ họ bắn quá chủ động đi mà. Mặc dù đội hình bên phía team EC Bruce, đây là một round thiếu full buy Logic Man. Đây rồi, cái tên nó lên tất cả. Một tình huống đang tìm những góc one way để nhìn chân đối phương. Nhưng mà Notic cũng rất cẩn thận, đó là kê xa tình huống này. Hãy nhìn mà xem, ôi bút nhau lên ở đây á. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một team làm điều đó, nhưng mà nó là hiệu quả nha. Một tình huống pass nhìn thấy relax bắn chết đối phương khi quả sút vừa rồi tan đi. Bây giờ Marty bút ra một quả flat, nhưng anh chàng này cũng chỉ là một quả flat mang cái tính chất phong thủy mà thôi, không có bất cứ một điều gì xảy ra hơn sau đó cả. Và bên phía Sangan vẫn là team đang cầm trịch trong round thi đấu này. Và nếu đem về trong round ta, ôi Pat bắn chết vị trí của Marty và sau đó ném quả nade để kết thúc anh chàng này này. Đội hình bên phía team Sangan khác biệt thật sự ạ.
Mà bây giờ trông không khác gì chuẩn bị đến là 6-1 dành bên phía team Sangan Esports, và có thể 7-1 luôn khi đây là một key round dành cho đội bên phía team EC Boost rồi. Một round thi đấu mà EC đang tiêu hết lượng tiền còn có trên người. 40 giây còn lại, một người outside, hai người cửa nhỏ. Và bây giờ Pat chuẩn bị lắc ra theo tham mình, nhưng mà Richie có mạng bây giờ thành công, nhưng Pat đang bắn cực kỳ bay đến từ đội bên phía team Sangan. Triple kill dành cho team Pat rồi. Bây giờ thì sao đây, Richie còn lại 11 HP dành cho mình thôi. Steo là một khẩu ốp trên tay. Và tôi nghĩ rằng bộ đội này không thể đem về round tiếp theo được dành bên phía team EC Bruce. Đây không phải pass ngày hôm qua. Pass ngày hôm qua bắn cực tệ. Hôm qua pass bắn map nút này tệ nhất bên phía KDB, bên phía Sangan cơ. Nhưng hãy nhìn pass hôm nay xem. 17 mạng chỉ sau 7 round thi đấu. 17 mạng ạ. Quá gì vậy? Đồng đội là không cần chơi game đúng nghĩa luôn, một mình Pat chơi game. Mà Pat nằm xuống duy nhất một lần mà thôi. Rất điều. 17 mạng sau 7 round thì mỗi round thi đấu Pat phải viết giết được từ 2 cho đến 3 player. 2 người rưỡi đấy. Bên phía team EC. Sợ thật sự ạ. Người bắn tốt nhất bên phía EC Brute bây giờ mới lên được cho mình 5 mạng mà thôi. Quá ghê đến từ vị trí Pat rồi. Đó, chúng ta cảm giác lại một lượt bánh trôi nước dành cho bên phía City Side dễ lắm. Sangan cũng đang thể hiện tốt cái khuôn mặt của mình ở bên phía City Side. EC Bruce đã có những quả smoke chain đi của Elong này tanh xuống bom xe B rồi. Bây giờ bom xe B đang có Major. Quả lửa trả ra rất khó chịu. Và đội hình bên phía team EC Bruce đang phải hầu lại rồi. Nhưng Major ăn một quả nết là khá đau nha. Gọi thêm Sensei ở đây nữa. Trong bộ đôi bom xe B cực kỳ là chắc chắn đến từ thiên bên phía team Sangan Esports. Nhưng bây giờ thì bây giờ phải cẩn thận, nhưng mà Sensei lắc off ra có một mạng rồi. Bây giờ đang gặp góc khó, bắt góc bắn trỏm đầu thì vị trí của anh chàng Pat đã phải nằm xuống. Lần này thì Pat nằm xuống sẽ là khó dành cho vị Major. Major sẽ bị đục vào sớm mà thôi. Đối phương bắt đầu tìm đến anh và ngay tức vị trí Major phải nằm xuống, nhưng mà no Logic Man lại có một double kill đây và bom đang rơi. Các thành viên bên phía team EC Bruce họ mất quá nhiều thời gian bắn nhau. Và bây giờ nhìn mà xem, Ninh đã nhìn thấy một người di chuyển xuống khu vực đó là Ram rồi. Điều này sẽ thông báo dành cho vị trí của anh chàng Logic Man. Và trong tình huống này thì Ninh sẽ móc ngược lại vị trí của anh chàng Notic mà thôi. Góc đứng của Logic Man có thể sẽ không lộ. Và bây giờ thì thôi xong rồi, Notic nằm xuống. Chỉ còn lại đó cái tên Relax mà thôi. Relax sẽ không chết góc thi đấu này, tôi tin chắc một điều như vậy. Và đó là 7-1 dành bên phía team Sangan Esports. Lợi thế là quá lớn cho Sangan ở trong trận thi đấu này rồi. Họ đang thi đấu bên phía City Side là vô cùng tuyệt vời. Khó hiểu thật sự. Thật sự là khó hiểu. Đây không phải là Sangan thua 0-16 ngày hôm qua. Đúng rồi, đây là một sự hoán đổi. Có vẻ như EC Bruce đã bị lừa. Gài rồi, bị gài. EC Bruce bị gài. Để trong lượt thi đấu BO3 họ lại tiếp tục map pick đó là Nook. Và sau đó họ nhìn mà xem Nook của họ đây này. 7-1 dành cho Sangan Esports. Và lượng tiền trên người có thể bên phía tiếp Sangan là rất nhiều. Đến từ cái tên của Logic Man 10.000 đô. Pat 5.000, Sensei thì 5.000. Còn vị trí của anh chàng Major và Ninh round thiếu vừa rồi đã mất cho mình khá nhiều lượt nắm xuống. Thế nên là chúng ta thấy rằng không xếp quá là nhiều tiền. Nhưng với 10.000 đô đến từ Logic Man thì điều dễ hiểu là nếu thua trong round thiếu này, Sangan vẫn có thể full bài trong round thiếu sau. Nhưng mà đây là nếu thua thôi nha. Nhưng với đội hình bên phía team Sangan bắn rất vào tay, đối phương chỉ có cho mình nó một khẩu AK, Hero AK mà thôi, thì có vẻ như sẽ là không đủ để có thể chống chọi với các thể team Sangan Esports. Đến 90% nó sẽ là con số 8 cho đội hình bên phía Sangan. Trận thi đấu đang là quá dễ cho các đội hình bên phía Sangan rồi. EC Brute tất cả những cái miếng đánh của họ ngày hôm nay họ không làm được gì cả. Sangan họ đang khóa chặt các đội bên phía của eClub Rouge. Tôi đang nghĩ rằng cái lượt thi đấu phút hát nó sẽ không khác gì phút hát của map thi đấu đất 2 cả. Trông rất giống như vậy khi đội hình bên phía Sangan họ đang bắn rất vào tay. Những lình huống di chuyển cũng gọi là khôn khéo luôn đến từ bên phía Sangan Esports. EC Brute đang không biết làm gì trong chính cái map pick của mình. Bên phía T-Side bây giờ thì Major làm đôi rồi. Steo đổi được 1, Ninh hạ cùng với Steo ngay ở bom xe A. Pat cũng đã có cái mạng Notic và chỉ còn lại duy nhất cái tên đó là Marty mà thôi. Hết rồi, đối phương đã đẩy ở nơi mà đó 8-1 dễ dàng ở VT Sangan. Họ chỉ mất duy nhất một người. Và Logic Man, cái lượng tiền trên người của anh chàng này chuẩn bị chạm đến con số 16.000 đô rồi. Và anh chàng này sẽ là một tài phiệt drop súng cho những người đồng đội của mình trong bên phía City Side mà thôi, dễ dàng.
Mọi thứ đang chống lại cả về bên phía của E Club Brugge. Round này thì mua được thật đấy. Nhưng Sangan đang vào tay rồi. Bắn lại thế nào đây hả E Club Brugge ơi? Không chỉ vào tay, họ bắn chủ động nữa cơ. Chúng ta thấy rằng outside đã đẩy. Ui, ốp trong tay Sensei. Búp flash đến từ Marty, những đối phương lại không bị bù thứ vừa rồi. Mà anh chàng Steel lại là người phải gánh chịu hậu quả. Bây giờ thì bò trườn qua smoke tôi nghĩ rằng sẽ là không khôn ngoan đâu. Đứng kê rất tốt đến từ Logic Man. Và sau đó spam có thêm mình mạng của Marty nữa. Ôi, smoke tan đi, Logic Man về được. Bát là người hỗ trợ cho những người đồng đội của mình. Bom đang rơi ở round thế này thì nó là dấu chấm hết dành cho G-Relax. Bắn là quá nhịp nhàng đến từ bộ đội của Gram. Và Bát đã có mình đến mạng thứ 20 rồi. Mới có 10 round thi đấu thôi. Bát có 20 mạng nằm xuống 2 lần. Một tình huống mà thả con săn sát bắt con cá rô đến từ Sangan Esports ư? Thua 16-0 còn bây giờ thì chuẩn gặp lại 16-1. Trông rất khó hiểu đến từ đội hình bên phía team Sangan. Làm cách nào mà họ lại có một bộ mặt hoàn toàn khác ở trong lượt thi đấu BO3 này nhỉ? Tôi không biết nói gì nữa, nhưng Sangan đang đem chúng ta khá là bất ngờ. Ô, Logic Man bắn như lên đồng vậy. Anh chàng này liên tục có những cái frag quan trọng và sau đó Steo đổi mạng bây giờ thành công đấy. Nhưng mà Pat lại lên tiếng rồi. Và bây giờ tình huống Ninh cũng đã có một cái đầu Richie. Marty là player suýt nhất còn sót lại đến từ đội bên phía team EC Brute mà thôi. Bây giờ làm gì đây? Và hết rồi, Logic Man có cái triple kill trong round tiếng này. 11 dành cho bên phía team Sangan Esports. 11. Tôi nhìn thấy cái map lúc này tôi đã nghĩ trận đấu có map 3. Nhưng không. Ừ, chúng ta cũng nghĩ thế. Đây không còn là E-Club Root hôm qua thắng 16-0 nữa. Đây là một đội tuyển chiếu dưới hoàn toàn các đội bên phía Sangan. Tôi không hiểu Sangan có cái sự thay đổi gì mà nó lại ảo ma Yekinda như thế này. Mọi thứ đều không đi theo logic. Không ai để tính toán ra được cái tình huống này đến từ các đội bên phía Sangan cả. Họ dạo đang chơi quá tốt. Chịu rồi. Cơ hội nào cho các thành viên bên phía của E-Club Boot có thể comeback đây? Đã phải có technical bow rồi. Rất khó. Rất khó để có thể làm gì đến từ các thành viên bên phía của E-Club Boot. Khi mà rõ ràng Sangan họ đang chơi quá vào tay trong trận thi đấu này. No hope. Xem nào, round thiếu thứ 12. Đội hình bên phía team EC Bruce có thể full bài dành cho mình, nhưng Sangan thì cũng trả lửa này, tránh những tình huống rớt đến từ đối phương. Quả lửa vẫn khiến cho Ninh đẹp. Góc đứng của Ninh sẽ cực kỳ đẹp mà thôi. Một quả lửa cháy không hết khu máy hắt. Quả lửa gần như nó nghiêng về khu bên tay phải một chút. Và đứng bên trái thì Ninh chả bị cái lửa dính vào một chút nào. Và trông có vẻ như đội hình bên phía team EC Bruce đang muốn hướng đến khu vực bom site B, đúng không? Lần này liệu rằng Logic Man có thể ngăn cản bước tiến công có thể bên phía team EC Brute hay không đây? Logic Man sẽ không còn đồ đạc nữa, chỉ là một tướng bắn nhau chay mà thôi. Anh chàng này biết rằng đối phương sẽ đông. Và bây giờ thì cả 5 player bên phía team EC Brute đang tràn vào rồi. Tướng spam tốt đến từ Major. Logic Man có một cái đầu Masty. Bây giờ thì nhảy xuống ngay. Logic Man có rồi, mạng cho mình trước khi nằm xuống Richie. Khó rồi nha, các thành viên bên phía team EC Brute. Ở đây Ram đẩy chạy nhưng mà bắn chết với G-Relax. Một người kề lại Richie. Một vết ba dành Richie. Và tôi không nghĩ rằng anh chàng này có thể club được khi pass ở khu cửa nhỏ. Và nó là 11-1 dành bên phía team Sangan Esports. Bắn bắn đến 22 mạng rồi. Chịu thôi, không biết nói gì nữa. Chịu rồi. EC Brute mới ngày hôm qua thôi, cũng vào cái tầm giờ này, sớm hơn một chút, thì EC Brute bắn cho khai biểu phía Sangan không nhìn thấy mặt trời. Ngày hôm nay Sangan mới là những người bắn cho E-Club Brute không biết gì cả. Úi rồi, đập bàn rồi.
Marti đã có được hình mạo sensei. Nhưng quả lửa sensei đốt chết Richie, pass của Marti, no tip của Relax là những người có mạng ở trong round thi đấu này. Có lại đó là Maher, có lại đó là Nghìn bên phía các thành viên của Sangani Sport. Round đó thứ hai, các thành viên bên phía của E-Club Brother. Có thể là như vậy. Đang có một chút lợi thế rồi. Liệu các thành viên bên phía của E-Club Root có thể tận dụng được lợi thế này không? Đây, Maher cũng đang bò được xuống của side B rồi. Mở cửa ra, C4 đặt thành công. Maher có mạng của Steve OC. Maher chỉ còn cho mình đó là 46 HP rồi. Cần phải gọi người đồng đội của mình nhìn về để có thể bắn chéo trong round thi đấu này. Relax với Notice sẽ là hai người còn sống sót để có thể lấy về round thứ hai của bên phía của E-Club Root. Nhưng bây giờ thì Maher nằm xuống nghìn các bạn. Notice 1v1 nhìn thấy vị trí người cuối cùng bên phía của E-Club Root rồi, và đó vẫn là round thắng các thành viên bên phía ở Sangan. Clutch thành công dành cho vị trí của Ninh. Tôi không biết nói gì từ 2v1 này nữa. Có vẻ như nghìn đã là người sấy xác luôn đến từ vị trí của nghìn. Những giải này sấy xác không mang tính tâm linh. Ừ, thường là team nào đã trội hơn hẳn thì họ sẽ trội luôn từ đầu đến cuối, đúng không? Chính xác là như vậy. Chúng ta thấy một tình huống nghìn xử lý rất bình tĩnh thôi. Thấy đối phương ở khu control room quát cực lên bắn chết luôn, và sau đó gỡ bom thành công khi có kit trên người. Một xử lý rất gọn gàng đến từ anh chàng nghìn. Và bây giờ thì chúng ta đến round thi đấu 14 rồi. Đã dẫn trước đến tận 12-1 đến từ phía Sangan Esports rồi. Ở trong mát thi đấu mà các thành viên bên phía team Sangan đã để thua trước bên phía team EC Brute với tỷ số là 16-0. Còn bây giờ thì họ chuẩn bị kết thúc với tỷ số đó là 14-1. Quá nhiều lợi thế có thể về bên phía Sangan mất rồi. Hết rồi. Hết thật sự rồi. Sensei đang bắn quá vào tay ở khu outside. Hai viên AWP, hai cái mạng phải nằm xuống đến từ bên phía team EC Brute. Ba người không biết làm gì cả. Họ không thể vào bom xe A. Họ tràn xuống B thì họ lại gặp Pat vào vị trí của Logic Man. Và đây sẽ ra thằng thứ 13 sớm mà thôi. Các bạn tin chắc với tôi như vậy đi. Rất muốn cố gắng giành bên phía team EC Brute, nhưng mà bên phía team Sangan Esports họ bắn quá vào tay. Logic Man có thêm một mạng, Steel kịp thử đổi mạng, nhưng bây giờ góc đứng của bây giờ là quá đẹp. Thôi xong rồi, Pat bắt đi Notic. Và bây giờ một mình Steel không thể làm gì nữa đâu. 13-1 dành cái đội hình bên phía team Sangan Esports. Chắc chắn vậy thôi. Round thi đấu cuối cùng là thiếu Versap. Lượng tiền bên phía của E-Club Root nó không thể nào là với lượng tiền đầy đủ được. Con số 14 đến 90% nó sẽ được về bên phía Sangan mà thôi. Ai đó ship cho các thành viên bên phía của E-Club Root 10 bình oxy đi, mỗi người 2 bình. May ra họ mới có thể thở được trận thi đấu này. Muốn bắn cục luôn rồi. Notice có mạng của Logic Man, đã bắt được một người rồi. Liệu có thể kết thúc lượt thi đấu first half với tỷ số đó là 2-13 cho các thành viên phía của Esports Club Brute hay không đây? Đẩy của nó là khá là khôn khéo đấy. Marty có mạng pass đổi vào Marty, nhưng ngay sau đó Sensei đã phải nằm xuống rồi. Nghìn ở trên mái nhà H đã nhìn thấy người Relax yêu máu. Relax nằm xuống bởi Nghìn. 2v3, lại là 2v3. Steve OC lên được khu Heaven, lên được khu Tower này rồi. Và Richie đang là người kẹt chéo với người đồng đội của mình. Pass móc lại khu vực Gram này. Và Notice hình như đã nhìn thấy rồi nha. Phải nhận được quả C4 này. Nhưng quả C4 lại đang nằm trong quyền kiểm soát của anh chàng Nghìn. Hơi khó để cho các thành viên bên phía Club Root có thể nhặt được quả bom này. Thậm chí là còn có cả Pass đang nhìn từ trên cao xuống cơ. Khó chịu quá. Vậy có lẽ là hết rồi. Hết dành cho đội hình Vinfield Team Sangan trong round thế này mà thôi. Và họ sẽ kết thúc tỷ số phát áp với tỷ số đó là 13. Bom chưa thuyền chuyển về bom sai nào cả. Chưa nhặt được bom cơ. Ừ. Rất mất thời gian đến đội hình bên phía team EC Boost. Và nếu họ quắc nghe tôi sợ là không đủ time cơ. Bây giờ thế phải check lại của teammate vào đây rồi. Richie đã có mạng của Nin. Và sau đó thì vị trí Bat đang ở trên khu tầng 2 gần như đội hình bên phía team. Thôi xong rồi, hết rồi. Rất nhanh chóng đến từ vị trí Richie. May là phán đoán được cái tình huống di chuyển vừa rồi của Bat. Nếu không mà Bat cứ trốn sau các thành viên bên phía của... Không thể đủ mà, tại vì thời gian còn nhiều. 20 giây vào bom xe là thừa dành cho các thành viên bên phía team Sangan Esports. Ok,
mang được về cho mình, đó là thắng thứ hai cho E-Club Brugge. Cơ hội không phải là không có, nhưng mà nhìn cái tỷ số này thì tôi thấy là cơ hội đâu đó khoảng 3%. 3% là hơi nhiều. Comeback kiểu gì đến từ E-Club Brugge bây giờ nhỉ? Có nghĩa là họ không để thua Piston Round đâu, họ comeback như cách họ comeback ở trong mắt điều trước, có lẽ như vậy. Mắt điều trước thì họ thua Piston Round họ vẫn comeback được. Thế mới lạ. Bây giờ Sangan sẽ thi đấu ở bên phía T-side. Liệu đây có phải là một cái khó khăn cho Sangan hay không đây? Dẫn trước đến 11 round thi đấu rồi, chả nhẽ lại để đối phương comeback. Nghe nó là hơi khó tin. Nhưng mà comeback 11 round thi đấu tôi thấy hơi khó dành cho bên phía team EC Brugge. Thì EC Brugge thắng trận kiểu gì 16-0 nhở? Đấy. Không hiểu thật sự, tôi không biết nói cái lời giải thích nào dành bên phía team EC Brugge nữa. Họ thắng 16-0. Xong ngày hôm nay thì họ tận hưởng cái sự vùi dập của Sagan Esports ở trong chính mắt thi đấu núc mà họ đã thắng 16-0. Trời ơi. Không thể hiểu được. Không thể hiểu được. Bây giờ điều tiên quyết nhất dành bên phía team EC Brugge đó là họ không để thua trong round thi đấu Piston này. Thế mà thôi. Tất cả những điều họ cần làm đó là không để thua Piston round. Nếu mà để thua nó sẽ là dấu chấm hết luôn dành bên phía team EC Brugge. Bây giờ thì Sangan họ đang muốn tanh khủng bom sai B. Và lần này thì đây rồi, Relax có một đầu. Chỉ là một mạng dành cho Relax mà thôi. Bát đổi mạng rất nhanh chóng, cái đây là bây giờ bắn quá vào tay đến đội hình bên phía team Sangan Esports. 27 frag dành cho vị trí của anh chàng Bát này. Và vừa rồi Richie cũng đã bị bắn yếu máu rồi, Marty cũng chỉ còn lại mình đó là 22 HP. Một máu đến từ Richie, Richie không thể làm được, nhưng Steo hạ Logic Man đem cái thế cân bằng dành đội hình bên phía team EC. Và hãy cùng xem nào, đội hình bên phía team Sangan không còn quá khỏe máu đâu. Bát cũng chỉ còn lại mình 37 HP, Nghìn đang còn lại 15 HP. Bộ đồ này ăn mình mỗi viên vào người là sẽ nằm vào đây rồi. Đã đẩy vào tốt đấy Notic và đó double kill Notic. Một mình Pan 20 HP liệu rằng có thể đem về từ class thành công không đây? Bom sẽ thuyền chuyển về bom sai B chắc chắn rồi. Bom xe đội hình bên phía team EC Brugge đã tổ quầy. Nhưng bây giờ thì Pan đang muốn hack não đối phương, đang muốn bò thẳng vào bom xe A. Và với quyết định tôi sợ rằng Pan sẽ phải hối hận dành cho mình mà thôi. Đối phương đã ở trước mặt. Và đó từng bắn vào mặt luôn đến từ Notic, triple kill dành Notic. 13-3 vẫn nghiêm và Sangan thật đấy, nhưng E-Club Brugge đã cứu cho mình được một round thi đấu quan trọng rồi. Sẽ phải fork bye luôn đến từ Sangan thôi. 3 khẩu đóng đinh, 1 khẩu P50, 1 khẩu Deagle. Những khẩu lục nhìn qua thì yếu hơn lượng xuống bên phía của E-Club Brugge rất nhiều. Con số 4 có đến với E-Club Brugge hay không đây? Hầu lại để chờ các thành viên bên phía của E-Club Brugge trả đồ. Sau đó thì đấu câu đồ đến từ Sangan Esports thôi. Để mà thắng được round thi đấu này thì là rất khó cho các thành viên Sangan. Đầu tiên đẩy luôn rồi, tự tin thôi, cầm khẩu M4 sợ. Sợ quái gì mấy cái khẩu lục này, những đầu tiên của Martin đang đổi mạng. Mà hơi có mạng ở đầu tiên. Nhưng chỉ là một người nằm xuống bên phía của E-Club Brugge mà thôi. Còn lại đó là Pass, còn lại đó là Maher. Maher còn 3 máu. Kết thúc rồi, round thi đấu này sẽ là kết thúc với cái phần thắng trong lượt bên phía của E-Club Brugge thôi. Tôi không tin là Pass của Maher với cái lượng số ít ỏi cũng như là lượng máu quá yếu từ Maher để ta có thể cắt được Steve O'Shea, thậm chí còn móc được rồi cơ. Maher nằm xuống. Chỉ là mình Pass với một khẩu M4 không giáp. À, gục luôn thì chỉ Steve O'Z 4-13 sau đó bên phía của Club Brugge. Vẫn đang là con đường comeback đến từ đội hình bên phía team EC Brugge. Và tôi đang cảm giác rằng bất kể các team nào bắn về T-side trong những cái map pick trong lượt tiếng BO3 này đều khá là kém. Vừa rồi đó là các thành viên bên phía team EC Brugge và bây giờ thì đó Sangan Esports. Có lẽ bên hình đội hình bên phía team EC Brugge có thể comeback đâu đó từ 2 đến 3 round thi đấu nữa. Đó là những gì tôi đang chắc chắn ở thời điểm hiện tại. Đây sẽ là một round thi đấu mà chỉ là những khẩu Deagle mà thôi, không có giáp trên người.
rất khó. Scout outside bắn yếu đi vị trí anh chàng Major rồi. Silo có người bây giờ từng bắn chỏm đầu. Một tiếng nhấp nhá rất khó chịu. Mất khá nhiều thời gian đến từ bộ đôi này, nhưng mà trong khi đó Steel đã có những mạng của Path thành công. Và bây giờ rất tự tin đến từ vị trí Notic. Notic đang có tiếng đẩy, Notic đã đẩy bắt chết được vị trí Sensei. Trước đó đã có mạng rồi. Nên đổi được 1 và liệu rằng có đổi được 2 không đây. Trên tay chỉ là cầu Deagle mà thôi, đối phương đã đẩy tiền nơi và bây giờ đang đi tìm vị trí của Nghìn. Nghìn đang đứng đâu đây? Bây giờ check góc rồi và thôi xong rồi. Matty có tình huống không được mấy tinh mắt cho lắm. Bây giờ thì không có cơ hội nào nữa dành anh chàng này. Bắt được 2 khẩu súng đến từ vị trí của Nghìn. Chúng ta sẽ đến round thi đấu full buy dành cho đội hình bên phía team Sangan Esports. Và đây cũng là round thi đấu mà Esports Club Rouge họ phải cẩn thận nha. Tiền trên người Relax, Notice cũng như là Matty không phải là quá nhiều. Nếu như thua ra thi đấu này, toàn E-Club Root có thể phải rơi vào vòng nguy hiểm. 5 khẩu AK, Sangam sẽ làm được gì đây? Di chuyển rất đông người để muốn chiếm cho mình được khu vực RAM này. Nhưng không, họ các thành viên bên dưới Sangan họ lại hầu lại rồi. Matty sẽ là người đứng trên khu vực nóc nhà H và anh ta bây giờ thì di chuyển vị trí của mình ra khu vực mini. Relax có một góc kề khá khó chịu nhưng ma hơ mới là người có được cái mạng của Relax. Hai lửa đều ném vào khu vực chân Heaven. Richie không được đẩy ra và sẽ là một tiếng thông thảo của side B đến các thành viên bên phía của Sangan mà thôi. Trong B còn hai người, Steve OC có mạng của Pass, người bắn tốt nhất bên phía của Sangan đã nằm xuống rồi. Có thông tin của C4. Khẩu ốp này COC bây giờ nó sẽ làm được rất nhiều điều đây. Phải có thể check lại khu vực control room này. Đến khả năng về phía Sangan. Quá là khó. Steve OC có thể mình các bạn Sensei nhặt được quả C4 này. Đến khả năng về phía của Sangan. Nhưng Richie của bạn Logic Man rồi. Lợi thế hơn người vẫn đang nghiêng về khả năng về phía của E-Club Rouge. Khi mà đây là một tiếng 3v2. Khó để cho Sangan có thể thắng được round thi đấu này. Thật sự là như vậy, khi mà chỉ còn lại những cái tên đó là Nghìn mà thôi. Nghìn bây giờ lại đang bỏ trượt bom xe. Bom xe nó có hai người ở đây. Và có lẽ rằng tôi nghĩ Nghìn sẽ có một thứ đặt bom thành công. Nhưng mà Steo đang bỏ vào hộp ốp trên tay và hết rồi. Vậy là không thể đặt bom được dành cho anh chàng này. Vẫn đang là comeback và còn 7 round thi đấu nữa phải comeback đến từ bên phía team EC Brute. Cứu được thêm một round nữa dành cho EC Brute. Và thậm chí là còn là con số 7 cơ. Khi mà ra thi đấu này bên phía Osanga đã hấp 3 với những khẩu lục 7-13 hoàn toàn có thể comeback được đến từ E-Club Brute. Con đường là khá xa nhưng không phải là không thể. Bắn yếu được vị trí của Maher rồi. Anh ta chỉ còn cho mình 12 HP mà thôi. Một round thi đấu khó khăn. Ôi, đối phương chỉ thấy cả chân của chính Major nữa. Vẫn còn nhồi thêm một quả lửa tránh cho những người đi sau đến từ đội hình bên phía team Sangan có thể tanh xuống cục ven. Bây giờ thì Matty đang hầu lại. Nhưng mà đây sẽ là một round thi đấu có lẽ sẽ là thủ tục đến từ bên phía team Sangan Esports mà thôi. Vậy họp là trượt rồi nhưng không sao cả. Richie vẫn đang ở đây. Và tình huống tiếp theo thì Sensei đã ăn viên AWP vào chân rồi. Steel dễ dàng cói mạng anh chàng này. Đẩy ra outside. Một mình Richie làm đôi. Matty hạ một nốt cái mạng của Nghìn để đem về 7-13 dành bên phía team EC Brute. Và bây giờ chúng ta sẽ lại đến một round thi đấu full bài nữa đến từ đỉnh bên phía team Sangan Esports. Sangan Esports vị trí của Path bắn đến 27 frag nhưng đang trứng lại rồi. Sangan chỉ còn cách cái match point là 2 round nữa thôi. Và khi đó họ sẽ có cho mình một series point luôn. 8 round thi đấu liên tục, con số rất dài. Và chỉ cần bên phía team EC Brute sẩy chân một cái thôi thì match thi đấu chúng ta sẽ kết thúc với tỷ số cuối cùng. Đó là 2-0 dành bên phía team Sangan Esports. Mọi thứ vẫn đang phía trước và để xem Sangan có tận dụng được những cái lợi thế mình đang có hay không. Đây Steve OC có một nhưng Steve OC phải nằm xuống. Notice của Matty cũng đã bị thạ không bởi vị trí Nghìn rồi. Path có mạng Richie, cho là mô hình đó là vị trí Relax mà thôi. Một round thi đấu full bài tuyệt vời với bên phía của Sangan Esports. 14-7 ở Sangan rồi và round thi đấu sau thì E-Club Rouge họ vẫn có rất nhiều tiền và hoàn toàn có thể drop ra những khẩu súng được. Rất nhanh. Đó thì rất nhanh ra về phía Sangan. Bánh trôi nước luôn đến từ đội hình bên phía team Sangan.
Hãy xem nào, một tiếng rớt bombsite đã tốt rồi, và liệu rằng round thiếu này họ muốn làm lại một lần nữa hay không đây. Lỡ chi tiền trên đội hình các thành viên team Sangan Esports cũng đang là khá ổn định nha, bởi vì họ có một cái lượng lot bonus round cũng là khá khá. Bây giờ thì smoke trả rất sớm và đây lại là Relax. Một tiếng spam khá là khó chịu, Logic Man mất cho mình đâu đó tầm 24 HP. Và tạm thời thì bên phía team Sangan Esports vẫn đang bắn chậm trong round thiếu này. Họ đây là một round thiếu full buy, họ cần phải có trong cái lợi thế trước mắt đã, chứ không thể rớt ngay vào một bonsai bất kỳ nào đó. Cần phải cẩn thận hơn, nếu các thành viên phía Sangan. Round thiếu quan trọng rồi, thắng round này thì họ sẽ lên cho mình cái match point luôn, nên chắc chịu cơ hội, không nên để cho trận thi đấu tiếp tục kéo dài nữa. Để càng dài thì Club Brugge càng có cơ hội để comeback. Rất nhiều đồ đã được trả ra, hầu khá đông người ở trong khu vực lobby. Đến với bên phía Sangan Esports, kênh chat lại có anh em hỏi tôi là nghĩ gì mà có thể đồng giới. Tôi thì không kỳ thị, nhưng mà tôi thì không mà có mối quan hệ đấy nha anh em. Relax có mạng Logic Man rồi, lợi thế hơn người không còn, vẫn còn dành cho bên phía Club Boot khi mà bên phía Sangan chỉ hạ gục đi một mình vị trí Relax thôi. Còn lại đó là Sensei, còn lại đó là Pass. 7 máu cho người Sensei, 2 từ máu cho người Pass, và con số 8 nó chắc chắn đến với Club Brugge. Khi mà trong round thi đấu này thì Sensei cũng đã nằm xuống rồi. 24 máu cho người Pass, giỏi lắm, thì có thêm một mạng nữa. Cầm lên được khẩu ốp, nào không làm được gì nữa, xếp cho mình khẩu ốp này. 84 cho Club Brugge. Anh em hỏi tôi có vợ chưa, tôi chưa có vợ nha anh em. Chưa có nhá. Tôi với Minh đều là những người Chưa vợ chưa con. Chưa người yêu thì không đúng. Đấy, chưa người yêu thì sai. Chưa vợ chưa con thì đúng, như chưa người yêu thì sai hoàn toàn. Nói rất nhiều đến từ anh chàng hình như là vị trí của Nhìn để Logic Man, nhìn phát biết luôn. Vừa rồi thì là nói rất nhiều từ vị trí Ma Hơ. Một người có thể nói là trông ngầu nhất trong đội hình của Sangan Esports, người duy nhất mặc một cái hoodie. Trông có vẻ rất là bí hiểm đúng không? Nhưng bắn thì lại không được tốt cho lắm. Đến từ anh chàng này đang là KDA 10-15 đến từ vị trí của anh chàng Major. Pat thì thôi không phải nói rồi, 30 frag rồi. Round thi đấu mới chỉ dừng con số 23 thôi, nhưng mà Pat đã có cho mình đến 30 mạng. Và bây giờ thì hãy cùng xem nào, setup nhanh khu vực A long đến từ đội hình bên phía team Sangan. Họ đã muốn tanh bom sai B, đang có những tình huống đánh nhanh đến từ đội hình bên phía team Sangan rồi. Họ đang muốn đối phương bị ngợp chăng, nhưng mà chỉ là một tình huống setup bài fake mà thôi. Giết một người đang di chuyển outside và đối phương bị lừa tuyệt, họ bách một người xuống ven. Và bây giờ đang một tình huống xoay chuyển đến từ đội hình bên phía team EC Brugge. Bom xe A chỉ còn lại đâu đó là hai player, và trong khi đó thì bom xe B cũng là khá đông rồi. Hãy cùng xem Relax có mấy mạng tình huống này. Đây sẽ là một góc đặt tầm đến từ đội hình bên phía team Sangan. Đây rồi, đã nhìn thấy vị trí Relax và may mắn tay Relax sủi về với tình huống còn lại cho mình, đó là 17 HP. Trả được một con lửa ra, khiến cho đội hình bên phía team Sangan đang phải chậm lại rồi. Logic Man có đội bảng của Richie, lợi thế người đang dẻo này về bên phía của Sangan Esports trong round thi đấu này. Steve OC có một, nhưng ngay sau đó thì Notice cũng phải nằm số 7 Park rồi. Maher hạ được Steve OC và con số 15 đến rất gần với Sangan rồi. Khi mà đây là một round thi đấu 4 vs 2, thậm chí Relax chỉ còn cho mình đó là 17 HP mà thôi. Thắng hộ với Esports Club Brut ơi. Maher góc đứng này, bắn trượt nữa thì tôi không biết phải gọi Maher là cái gì nữa đâu. Marty nằm xuống rồi, 17 máu trên người Relax thôi thì đi xếp với khẩu M4 này vậy. Hôm nay thì hết trận rồi nha bạn Nghĩa Nguyễn. Hết rồi, đây là trận thi đấu cuối cùng rồi. Ngày mai chúng ta sẽ lại là một ngày thi đấu có 3 trận. Giải thi đấu này thì hình như là cứ một ngày 3 trận, một ngày 2 trận. Sau lại một ngày 3 trận, một ngày 2 trận. Có vẻ như thế. Hình như là thế, nhưng mà để check lại lịch đã.
ta thấy rằng Sangan đã chạm với cái match point và họ có một series point. Đó là 7 round thi đấu liên tiếp. Khá là hay. Các thành viên bên phía team Sangan Esports, ủ quả nết được trả ra là lỗi và khiến cái cửa nó chưa được phá đi. Mà liệu rằng đội hình bên phía team EC Bruce có thể phi vào không đây? Có thể comeback được 7 round thi đấu liên tiếp hay không đây? Còn Sangan chỉ còn cách cái chiến thắng đó là 1 round thi đấu nữa mà thôi. Khó khi mà round thi đấu này thì lượng súng ở bên phía của Esports Club Bruce là hơi yếu hơn một chút. Richie có cho mình một khẩu LMG mà thôi. Notice đã lộ vị trí của mình rồi. Nhảy xuống chắc chắn là cái tình huống bộp đấy đã bị các thành viên bên phía Sangan nghe thấy. Một smoke trả ra. Ôi là Notice. Anh ta vẫn sẽ an toàn trong vùng Saiya này mà thôi. Có thêm một người nữa trên cuộc Heaven. Những cái thành viên bên phía của Sangan bây giờ họ sẽ chủ động chậm lại trong round thi đấu này. Bắn cẩn thận là một điều chắc chắn. Làm gì đến từ thành viên bên phía của Club Rutger đây. Nhìn có mạng Notice rồi. Richie đổi mạng pass thật đấy. Nhưng biết là có người dưới ven thì không bao giờ các thành viên bên phía Sangan xuống ven nữa đâu. Maher bắn yếu một người rồi. Marty có mạng Maher hơn người cho các thành viên bên phía của Esports Club Rutger rồi. Lửa sẽ được trả ra từ vị trí Relax mà thôi. Nhưng anh ta đang cùng với người đồng đội của mình, đó là vị trí Richie ở dưới khu vực side B này. Có mạo Sensei phải nằm xuống. Tiếp tục đó tiểu bắn tốt từ Richie và cứu thêm một round nữa cho đội bên phía của Esports Club Bruges. 95 cho EC rồi. Khá là dễ dàng dành cho thêm bên phía team EC Bruges. Nhưng mà cái vấn đề là họ vẫn còn đó 6 round thì liên tiếp nữa giữa các thành viên bên phía team Sangan Esports. Không dễ một chút nào cả. Vẫn sẽ là mua được dành cho Sangan thôi. Nhưng hãy nhìn bên phía của E-Club Root đi. Họ có đến 3 khẩu AK. Đây sẽ là tiền đề để cho họ có thể có hy vọng cứu được thêm một round thi đấu nữa. Nhưng round thi đấu này thì vẫn có ốp trên tay của Sensei. Cơ hội chiến thắng vẫn là cao cho Sangan Esports ở trong trận thi đấu này. Nghìn đang bị đốt. Không, chính xác là Nghìn bị đục. Nghìn yếu máu nhưng pass thì có mạng của Notice rồi. Bắn đến 32 mạng đến từ vị trí của pass. Thế này thì làm sao mà Sangan không thắng được đây. Richie có mạng của Maher rồi. Lại làm tiếng hơi hơi từ anh chàng này. Logic Man đang muốn clear lại khu vực ram của những người đồng đội của mình. Nhưng đây là một tình huống relax bắn tốt. Double kill relax. Không có chip kill khi mà đó là vị trí của Sensei bắn tốt khẩu ốp trên tay. Yếu máu từ Sensei rồi. 3v2. Esports Club Bruges hoàn toàn có thể lên được con số 10 trong round thi đấu này nếu như họ giữ cho mình vị trí tốt. Pass chắc chắn cái đấy quý vị. Cái tình huống trèo tham vừa rồi pass cũng chỉ còn cho mình đó là 12 HP khi mà họ đi vị trí của Marty. Saya còn người, ngay bên cạnh pass có người nha. Hãy cẩn thận. Nhưng mà đó là người trên khu Heaven. Có một quả lửa trả lên, chưa check cái bom sai. Chúng ta thấy rằng có người ở đây với tình huống này. Hay là tôi nhìn nhầm nhỉ? Xuống B rồi. Ảo thật, một tình huống mà Pat vẫn sống sót được với 7 HP của mình, xin lỗi 12 HP. Và sau đó thì xuống được bom xe B thành công và bây giờ thì cần một tiếng đặt bom thành công đến anh chàng này. Có lẽ sẽ là thành công mà thôi. Bộ đôi bên phía team EC Brute họ có kỹ trên người, họ không phải gì vội cả. Richie còn đang phun bộ bom ở đây rồi, retake cùng với nhau rất may mắn vị trí của anh chàng này. Steel đã đổi mạng là nhanh, tôi sợ rằng Pat định có mình hai cái mặt cơ. Hơi căng mà Steel đang chuẩn bị đi nhặt lại khẩu ốp thì phải. Thời gian là vàng là bạc nhưng mà ở đây thì có quá nhiều thời gian đây rồi. Đây khẩu ốp ở dưới xác vị trí của anh chàng Logic Man. Bát đã bắn đến 34 frag dành cho những người đồng đội của bên phía team Sangan Esports nhưng thế vẫn là chưa đủ. Họ vẫn chưa thể kết thúc cái mạng tiểu này trước thầy bên phía team EC Bruges. Round tiểu sau thì lượng tiền bên phía của Sangan nó sẽ hơi yếu một chút. Nên hát bài để chơi tiếp trong round thi đấu sau. Mười một, mười lăm, E-Club Root làm được. Half bài rồi. Half bài đến Sangan. Người duy nhất lên cho mình được một khẩu súng to đó là chị Maher. Phun bộ bom, một khẩu Galil. Nghìn cũng sẽ lên cho mình một khẩu LMG, một khẩu Mark 10. Round này có lẽ sẽ làm round chủ động bắn nhanh thôi. Nhưng
rất nhanh chóng. Nhìn là có tính Bunny nhưng không được rồi. Steel không bị mù quả flash vừa rồi. Bây giờ thì Steel có đến cái double kill cho mình. Bây giờ chỉ đổi được có một mà thôi. Notic đã hạ gục vị trí của Pat. Và trong tình huống này thì liệu rằng Sensei với Major có thể làm được gì nữa hay không đây? Một player thì đang cầm cho mình một khẩu M4, trông có vẻ là khá ổn áp. Còn player còn lại thì đang cầm cho mình đó là một khẩu Tech 9 không giáp. Khá là no hope dành cho bộ đôi này. Tôi nghĩ sẽ là 11-15 đến từ đội hình bên phía team EC Brute. Sẽ là 11-15 thôi. 4 vs 2. Bây giờ mà Maher có thể cầm khẩu M4 này clutch được thì nó là một cái điều mà không tưởng sau khi đặt dưới mình với Sangan. Steve OC thậm chí là nhìn thấy người rồi cơ. Người ta sẽ sủi thôi. Thời gian còn 52 giây, còn đủ để cho bộ đôi bên phía của Sangan có thể xử lý được. Nhưng họ đang thiếu người. Chúng ta thấy là Sangan đang bị thua thông rất nhiều đến từ đội hình bên phía team EC Brute. Và có thể sẽ là comeback được đến từ bên phía team EC Brute. Thắng round thi đấu này, round sau Sangan full bye. Vậy round sau sẽ là một key round dành cho cả hai team. Một sẽ dấu chấm hết dành bên phía team EC. Hai thì sẽ là Sangan chuẩn bị đến với lượt thi đấu vật thả. Tôi nghĩ là như vậy. Notice bây giờ bắt đi với chiếc anh chàng Major rồi. Relax thì cuối cùng đã hạ một vị trí Sensei. 11-15. Và bây giờ thì full bye thôi. Hãy cùng xem trong round full bye này liệu rằng Sangan có thể kết thúc map thiếu thứ hai không đây, hay sẽ lại là những round thiếu comeback dành cho đội hình bên phía team EC Brute. Mùa full đến từ các đội bên phía Sangan rồi. Có ốp trên người Sensei. Ở round thi đấu này thì liệu Sensei có phải là người gánh kèo cho đội bên phía Sangan hay không đây? Sẽ đáp bài để có thể di chuyển vào khu vực áo sai để các đội bên phía Sangan. Bài smoke cơ bản nhưng họ lại đổi hướng di chuyển của mình. Đang hâu ở khu vực T-Bay và bây giờ thì mới có một tình huống muốn set up bài ư. Đây rồi, 3 smoke được trả ra. Một bài smoke cơ bản ở map nook này. Di chuyển rất đông vào lobby. Pass thậm chí là người đi lên khu vực Heaven. Nhìn thì muốn đi vào khu vực nhà H trong side có người nha. Nhìn vào bắn tốt thì hoàn toàn có thể một tình huống nằm xuống với vị trí notice. Nhưng Steve OC của bảng nhìn rồi. No. Chính xác hơn là Logic Man cũng đã phải nằm xuống round thi đấu này. Notice có bạn Sensei móc ra sau relax hạ gục Maher. Và round thắng thứ 12 đến rất gần với Esports Club Brute rồi. Pass thậm chí là nhìn thấy người thật đấy. Hình như là Pass không nhìn thấy. Đã lộ vị trí rồi và đó là round thắng clean cho các đội bên phía của E-Club Brute. 12-15 cho EC. Sẽ là 13-15 mà thôi. Comeback ư? Dẫn trước đến tận 8 cái match point và bây giờ thì đang comeback. Các thành viên bên phía team Sangan đang khiến tôi khá là thất vọng dành cho họ. Tôi tưởng chừng như đây sẽ là một sự trả thù khá ngọt ngào dành cho bên phía team Sangan Esports nhưng không. Bên phía team EC Brute không muốn để nó xảy ra một cách dễ dàng. Và tactical timeout lần thứ 2 đến từ đội bên phía team Sangan Esports rồi. Nhưng mà liệu rằng có thể hợp lý nữa hay không đây? Trông có vẻ như bên phía team Sangan Esports định rush. Round sau sẽ lại round thiếu full bài nữa đến từ bên phía team Sangan Esports. Bây giờ thì lúc nào cũng sẽ là một round thi đấu mà chúng ta thấy rằng Sangan lượng lot bonus của họ cộng vào là 3.400 đô. Rất căng ở đây rồi, relax làm đôi và sau đó Sensei hạ gục vị trí relax. Các thành viên bên phía team Sangan cũng đã rơi rớt cho mình đến tận 2 người rồi, chưa kể là Ngin cũng đang rất yếu máu ở đây. Đối phương thì còn có đến 4 player và ai cũng là người khỏe máu cả. Làm thế nào đây? Pat là người, ông lẽ ra Pat nên là người được trao trọng trách cái khẩu AK chứ, M4 đấy chứ. Bởi vì đây là player duy nhất còn sống mà có mình giáp lên người. Và với tình huống nhà ấy, tôi nghĩ rằng sẽ là có mạng sớm thôi. Pat đang chỉ là một khẩu Eagle trên tay. Và với tướng kê tâm lên, hơi khó rồi. Thôi xong, Marty và chính cùng Nghìn đã phải nằm xuống. Steo cũng chỉ đổi được một mà thôi. Nhưng mà không sao cả, khi mà Richie đang kết thúc một cái mạng của Pat.
Hai round thi đấu nữa thì chúng ta sẽ đến là thi đấu overtime giữa team bên phía TBC cùng với đó Sangan Esports. Liệu có overtime nữa hay không? Hiểu bây giờ thì Sangan sẽ full bài trong round thi đấu này. Có được cho mình lượng súng ống tốt rồi, lại làm khổ trên người Sensei. Cơ hội để kết thúc dành cho Sangan chỉ còn round này nữa thôi. Chính xác. Thua round thế này nó sẽ là không một cơ hội nữa và chúng ta sẽ đếm loạt thi đấu overtime. Lúc đó các thành viên bên phía team EC họ đã rất là vào tay rồi. Tôi sợ rằng có thể bị comeback được. Round thi đấu rất quan trọng. Nếu mà các thành viên bên phía của Sangan muốn end thì phải end luôn. Nhưng mà trông có vẻ như chúng ta thấy rằng sẽ đến với loạt thi đấu overtime rồi. Mất người rất nhanh chóng đến từ Sangan Esports. Major đổi được một mạng đưa tướng về, đó là 2v2. Và liệu rằng Sensei với Major có điểm tựa dành cho game phía Sangan để kết thúc với tỷ số cuối cùng đó là 16-3 hay không đây? Bây giờ bỏ trượt là Marty. Thôi xong rồi, Marty hạ của Major thành công và chỉ có loại giết cái tên Sensei mà thôi. Sensei cho được Heaven. Ơ cái gì vậy? Đồng đội vừa chết ở bom xa mà. Anh chàng này làm cái gì đây? Trong bom xe là có người. Và bây giờ thì thôi hết rồi, chắc chắn sẽ là hết rồi. Góc đứng của Marty quá khôn ngoan và đó là 14-15 dành cho bên phía team EC Bush. Sangan sẽ phải chuẩn bị với loạt thi đấu overtime thôi khi chúng ta đến với loạt thi đấu cuối cùng này. OT thôi. Gần như chắc chắn sẽ là OT. Tactical timeout trong loạt thi đấu này liệu nó có cái tác dụng gì hay không? Khi mà rõ ràng là Sangan bây giờ họ đã để bị comeback quá nhiều trong trận thi đấu này rồi. Đùa, ông nào cứ bảo comeback làm vợ tôi ban bây giờ đây này. Ban luôn bây giờ đây này. Comeback là rõ thôi, chúng ta thấy rằng các tên bên phía team EC họ bắn rất vào tay. Cực kỳ mạnh mẽ đến từ EC Bruce. Sangan đang gặp khó khăn thật sự. Thế các thành viên bên phía Sangan không biết phải làm gì để có thể đục được vào bóng sai của E-Club Bruce trong lượt thi đấu second half này. Mười ba hai rồi OT, nghe điên thật. Tôi nghĩ là bên phía team Sangan sẽ kết thúc cơ ngọt ngào dành cho họ cơ. Nhưng bây giờ chúng ta có lẽ nên chuẩn bị tinh thần để đến round thứ 3. Có lẽ nên là như vậy. Khi đội hình bên phía team EC Boost bắn rất vào tay. Và ở trong một round thiếu full bài cuối cùng này thì các thế bên phía Sangan Esports lại cực kỳ yếu bom mìn. Và với một tình huống yếu bom mìn thế họ phải bò chạy ở đây. Và ngay lập tức Steel có cái double kill mình rồi, relax hạ cũng chèn xây. Không khác gì cái điểm báo đó là bên phía team Sangan sẽ chuẩn bị bắn loạt thi đấu overtime cả. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị đến loạt thi đấu overtime thôi khi bộ đôi bên phía team Sangan Esports đang phải là 2v5 thì lúc này và chỉ còn lại là 1v5 mà thôi. Logic Man, cái tên nó lên tất cả. Logic đến đâu thì cũng sẽ là khó cho anh chàng này. Và với một tình huống liệu rằng có thể A đấy không đây, dưới bom sai B vẫn còn một vị trí, đó là anh chàng Relax. Và Relax cũng đã đẩy vào trong bom sai. Relax, Logic Man nó liên tục tung phách, đối phương đã bỏ tới nơi và cuối cùng thì đó là 15 đều để bước vào loạt thi đấu overtime giữa bên phía team EC cùng với đó là Sangan Esports. Overtime. Và liệu đây có phải là comeback thành công đến từ EC Bruce hay không đây? Một câu chuyện mà có lẽ là chúng ta ít khi tưởng tượng là được. 13-2 vẫn comeback lên được overtime đến các thành viên bên phía của EC Bruce. Chính xác. Rất khó tin. Màn comeback ngoạn mục dành cho đội hình bên phía team EC Bruce. Họ đang sử dụng rất tốt cái lượt bắn bên phía Cityside. Quá bất ngờ với màn comeback này, thật sự là như vậy. Đòi làm vợ ban 10
Ban 10 phút luôn. Cay thật. Người ta đã bảo là người ta không ấy rồi. Cứ đòi ạ. Bây giờ chúng ta đến loạt thi đấu một tháng rồi. Nhưng đây là tiếng Marty đã hạ được Major rồi. Bên phía team Isibut gần như họ được boost tinh thần vậy, bắn có vẻ như vào tay hơn rất nhiều. Loạt thi đấu overtime này quả hết trả là quá đầu dành cho vị trí của Nghìn cùng với anh chàng Sensei. Nghìn chỉ còn lại cho mình đó là 22 HP mà thôi. Và bây giờ đội hình bên phía team Sagan Esports bắn cực kỳ là tù trong tình huống như thế này. Họ không biết bắn tì sai thì phải. Chúng ta thì thấy rằng sang tì sai thì bên phía team Sagan Esports chỉ có duy nhất 2 round thi đấu đem về cho mình chiến thắng. Bắn tỉ sai rất thọt. Đấy là về bên phía của Sagan. Chỉ bây giờ họ mất thêm người, Nghìn đã phải nằm xuống rồi. Đang chững lại đến từ Sagan. Chứ pass cũng đã chững lại rồi. Logic Man của bạn Marty Sensei phải nằm xuống. Chỉ còn lại một mình vì chưa pass thôi. Khi mà Logic Man cũng đã mất đi cái mạng của mình. Trên tay là một khẩu AK Redline. Pass sẽ làm gì đây? Pass nhìn thấy một người, notice phải nằm xuống. Nhưng đây là một tiếng 1v3. Pass vòng thêm 3 tay nữa thì mới thắng được. Và Steve OC kết thúc điểm bảng pass mà đã thắng thứ 16 cho bên phía Club Brugge. Rất khó thở. Thua ngược 19-15 thì sao nhỉ? Thì chúng ta đến mắt 3 thôi, chứ biết làm sao bây giờ nữa. Có lẽ sẽ là như vậy. EC Brugge và Sagan Esports bắn rất căng ở match thứ hai, mặc dù dẫn trước đến 8 cái match point nhưng không thể kết thúc được đến từ đội hình phía team Sagan Esports. Và bây giờ tiếng spam Richie lại là người bị yếu máu hơn đâu. Richie nhìn nhiều hơn 2 máu rồi. Ảo thật sự. Tình huống thi spam đến từ hai player. Ra thi đấu này thì rõ ràng là chúng ta đang thấy là Sagan đang có lợi thế khi mà pass hạ một người mạng Richie rồi. Bắn qua quả smoke này là khá dính được Marty và pass chỉ còn cho mình đó là 50 máu mà thôi. Lợi thế hơn người cũng đang dành cho bên phía Sagan, liệu có cân bằng được tỷ số là 16 đều hay không đây. Quan trọng là City side, tôi nghĩ như vậy. Team nào có City side, team này sẽ bắn tốt hơn rất rất nhiều. Thì trận này bắn OT vô cực à? Cái team nào City side thì phải thắng. Tôi nghĩ như vậy, bây giờ thì thôi xong, bị quay đến từ Steel rồi. Cuối cùng thì Steel không thể làm gì cả. Nhưng ở đây thì Marty cũng đã ngay tức đổi mạng lực lượng của mình, đẩy ra cực kỳ là cục đến từ Notic. Nhưng mà đó vẫn là những tình huống mà các thầy bên phía team EC Brute đang cần. Khi mà họ liên tục yếu người hơn, vừa rồi thì Nghìn đưa thì cũng về đó 3 vết thai rồi. Và liệu rằng có là 16 đều hay không đây khi bom đang rơi. Góc đứng của Notic không phải là quá đẹp, nhưng trong bom sai thì Relax đổi một ở đây thì Notic. Ôi! Double kill dành cho Notic. Và đó là một tình huống chỉ còn lại 20 HP thôi, nhưng anh chàng này vẫn đem về loạt thứ 17 dành cho bên phía team EC Brute. Quá đáng tiếc dành cho bên phía team Sagan Esports đi mà. Đã là 3v2 rồi, nhưng mà họ đã không check góc không cẩn thận. Mà cũng không thể trách được các thầy bên phía Sagan Esports bởi góc đứng đó gần như nó không check góc qua. Rất nhanh chóng mà thôi. 17-15 cho Esports Club Brute rồi. Bây giờ thì sẽ ra thi đấu cuối cùng là thi đấu first half trong OT1. Match boy liệu có đến với Esports Club Brugge hay không đây? Nếu như là được 18 thì nó sẽ là 3 cái match boy phải cứu ra các viên bên phía Sagan ở bên phía City. Marty có góc đứng đẹp và người nằm xuống là chiêu pass bò không trả đồ ra để check đến từ anh chàng pass này. 36 mạng. Nhưng Sagan vẫn đang bị dẫn. Khó thật sự. Các thành viên bên phía rồi. Team Sagan họ đang bí bên phía T-side. Nếu cứ như thế thì bên phía team EC Brute có lẽ cũng chỉ cần một round thi đấu bên phía T-side thôi là có thể kết thúc bất kỳ ông này. Bởi vì tôi đang nghĩ một kết quả đó là 18-15 ở trong cái loạt thi đấu overtime đầu tiên. Phân hạp của overtime thứ nhất 18-15 ư. Richie bây giờ thậm chí là còn bắt đi được các bạn của Maher cơ. 5v3 rồi. Cửa nào cho thành viên phía Sagan có thể có được một round thắng bên phía T-side đây.
bán yếu được cả Richie rồi, nhưng bây giờ thì Logic Man anh ta bị quầy, rất nhiều người đang quầy vị trí Logic Man này. Richie yếu máu, phải kết thúc được vị trí Richie cơ. Notice có mạng của nghìn rồi, Notice có thêm mạng của Sensei và chỉ còn lại một mình vị trí Logic Man mà thôi. 18-15 cho Esports Club Brooch, ba cái match point. Bên phía của Sangan thì họ có coach là Hastai. Nghe cái tên là đã biết là anh coach này muốn bắn theo một cái phong cách ăn thịt, phong cách mạnh mẽ. Và bây giờ thì chúng ta thấy rằng EC chỉ cần một round thi đấu duy nhất thôi là sẽ kết thúc cái match thi đấu này. Sangan Esports phải comeback liên tiếp 3 round. Và đây là những cái chúng tôi đang thấy. EC họ comeback quá mạnh mẽ rồi. Và trong round thi đấu này thì có vẻ đội hình bên phía team Sangan đang những cái lợi thế hơn. Bạt bắn quá vào tay, steal đổi được có một mà thôi. Và Sensei ở đây cũng như vậy. Richie đang là từng người phải tanh vào những cuối cùng, phải nằm xuống trước vị trí Major. 16-18, 2 round thi đấu nữa phải làm để có thể kéo có thể bên phía BC Brut vào cái lượt thi đấu overtime tiếp theo. 2 round thi đấu cần cứu nữa đến từ Sangan. Tactical timeout dành cho thành viên bên phía của Esports Club Brut. Lợi thế vẫn đang nghiêng về phía họ. Con đường comeback anh ấy trước mắt rồi. Một round nữa thôi thì chúng ta sẽ đến với map 3 Mirage. Và ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã thấy được là Esports Club Rouge cũng đã chiến thắng Mirage rồi. Sangan họ đang phải sống lại những ký ức thật sự là kinh hoàng trong ngày thi đấu hôm qua. Có lẽ sẽ là map 3. Chắc đến bây giờ chúng ta có thể chắc chắn một điều như vậy, sẽ có map 3 trong lượt thi đấu này. Tôi tin chắc như vậy. Khi các thành viên bên phía team EC Brut họ bắn rất tốt. Còn Sangan thì đánh mất chính mình rồi. Để comeback quá sâu, sau đó thì có lẽ tinh thần của họ không được tốt cho lắm. Chưa kể một điều là họ quá bí bách ở bên phía T-side. Chỉ cần một round thi đấu thôi, mặc dù có đến 7 cái match point nhưng không thể kết thúc được trận thi đấu. Và bây giờ thì các thành viên bên phía team Sangan Esports có thể làm được nữa hay không đây? Hay chúng ta sẽ đến với match thứ 3. EC Brut bắn cực kỳ là vào tay và đội hình của họ bắn khá đều nhau, ai cũng từ 23 cho đến 29 frag dành cho nhau. Còn vị trí của Pat gánh kèo duy nhất luôn, 38 mạng dành cho Pat. Tôi không nghĩ anh chàng này có thể làm được hơn nữa đâu. Đây sẽ là giới hạn của vị trí Pat trong đội hình các thành viên bên phía team Sangan Esports rồi. Có vẻ đội hình bên phía team BC chuẩn bị đánh vào khu bóng sai A. Hãy cùng xem nào, Sangan phải thủ tình huống này, lửa trả ra khá khó chịu. Sẽ cầu thêm được ít nhất là 10 giây đến từ thêm bên phía team Sangan Esports. Move flat, bây giờ thì Martin người tanh đầu, quả lửa cháy rất to ở khu vực trên cao. Và trong đấy là 2 quả lửa, 3 quả lửa cháy kín bóng sai A và tôi xong rồi. 3 quả lửa như vậy giúp cho tên bên phía team EC họ tanh vào bóng xe dễ hơn. Bởi Major bắt được một người thật đấy, nhưng mà đội hình bên phía team Sangan họ chủ động hơn rất nhiều. Họ đẩy ra để clear hoàn toàn lại ở bên ngoài rồi. Và đó double kill dành Richie. Một mình Logic Man là không thể đủ được. Hết rồi, không còn cơ cho Logic Man nữa. Và đó là comeback thành công 19-16 cho đội hình bên phía của Sangan Esports. Comeback không tưởng, không thể ngờ được. Vâng, một trận thi đấu của chúng ta nó sẽ phải đến với map thi đấu thứ 3. Chính xác rồi. Khi mà rõ ràng chúng ta thấy là Sangan không thể trả thù trên map thi đấu núp được. 19-16 cho E-Club Rouge, một màn comeback phải nói là vô cùng cảm xúc đến từ những player này. Và có lẽ là chúng ta sẽ nghỉ được trong 10-15 phút trước khi đến map thi đấu thứ 3, map thi đấu The Mirage.